Vâng, xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bản nhớ đăng ký kênh. Hôm nay em lên clip số 8 về đồ nghề. Thì anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em. Chốt hàng thì anh chị mình điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Nếu mà anh chị mình điện thoại không được thì mình cứ nhắn tin tin nhắn thường SMS vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Bên em thì sẽ view kỹ hàng hóa ở trên clip nên anh chị mình xem trên clip kỹ giùm em rồi mình chốt hàng ha. Máu nở ngứa thì mình chốt. Và bên em thì không sử dụng Zalo để chốt hàng. Chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 thì chuyển thêm dùm em là 10.000 tiền phí ship và ship code đồng giá là 30.000 một đơn nha chị. Rồi em đi vào chi tiết clip số 8. Chốt dùm em là 8 ngạch 1, 8 ngạch 5, ngạch 10 đó ha. Đầu tiên mã số 1. Mã số 1 là combo gồm có 5 cây tô vít như thế này nha chị, 2, 4, 5 cây như thế này. Thì hàng này là hàng mới chưa xài, hàng trong siêu thị về nguyên lô. Thì hàng này thì giống như là nó có tem giấy thôi nha chị ha. Và cái này thì nó rớt giấy rồi nên là em không có biết là hãng nào. Thì em bán nguyên combo như thế này. Thì em thấy như ở Việt Nam mình cũng hay bán dòng mà gắn gắn đầu như thế này ha. Thì anh chị mình thấy cái này combo hàng mới chưa xài, không có tem nhãn nha. Và nó gồm có đầu tôi viết như thế này, gồm có 2, 4, 6 đầu kèm theo 3 đầu cộng và 3 đầu trừ. Em bán combo 5 cây ha. Combo 5 cây mã số 1 50.000. Chiều dài tầm khoảng là 16 xăng nha chị ha. Mình xài thì mình cứ gắn cái đầu vít này lên trên này thôi. Cái này em chưa có lau vệ sinh nên là chị mình có thể mình thấy những vết ố này thì hiển nhiên phải có nha chị. Nó tại do nó để hơi lâu lâu nên nó có ố, nó có tróc xì chút. Gắn lên mình xài thôi. Ba đầu cộng, ba đầu trừ. Hoặc là anh chị mình có thể mình gỡ những cái đầu này ra mình bỏ vô cái cán này cũng được. Trong lòng nó trống ha. Rồi, mã số 1 giá là 50.000. Thì mã này anh chị mình mua kèm các mã khác em giao ha, tại vì giá trị của nó có 50.000 thôi, tiền ship nó cũng ba mấy ngàn rồi. Mã số 2. Em lên một cây kìm điện của hãng keo Lentul của Mỹ ha. Cây này thì cái bề ngoài của nó thì cái vành này anh chị mình thấy nó hơi xấu xấu, hơi nhăm nhăm chút xíu thôi, nhưng mà cây này xài rất là chắc nha. Xài bền chắc nè, răng còn đẹp nguyên nha chị, nhìn thấy răng rất là đẹp luôn nè. Đó, ok ha, răng đẹp. Cái này nó hơi hở sáng thì anh chị mình cắt dây kẽm nha, hoặc là anh chị mình cắt dây điện to phần trên, hơi hở sáng chút xíu. Cán thì còn liền lạc, nhìn bề ngoài do để bãi thì nó hơi bị nhăm nhăm cái phần da thôi, nhưng mà anh chị mình thấy chất thép của nó thì không có chê ha, chất thép nó rất là tốt, răng nó đều, nó không bị cấn gì hết. Chiều dài cái kìm Mỹ này của hãng keo Lentul là khoảng 21 cm, mã số 2, 190. Số 3. Em lên một cây kìm của hãng Mary Nhật Bản thì nó cũng chuyên về chất lượng thôi, ít khi nó quảng cáo marketing nhiều nên là nó chủ yếu là hàng bao nhiêu chi phí đổ vô chất lượng. Mary ha, chào ban. Cái này anh chị mình thấy nó cũng có hở sáng chút xíu, thì anh chị mình cắt dây kẽm lớn, dây điện lớn hoặc là dây kẽm bonsai á, răng ngàm bên trong nha chị ha. Đấy, răng ngàm chị mình thấy cũng có xài lướt rồi, cũng có xài lướt bên mặt bên ngoài như thế này. Cán nó có cấn đây nhưng mà không có rách ha, còn liền lạc đó, ok nha chị. Chiều dài cái kìm Mary là tầm khoảng là 22 cm, mã số 3, giá là 160. Số 4. Em lên một cây dao rọc giấy, cây này 100, cây này hàng của hãng KZL ha, KZL. Cây này thì anh chị mình thấy thân nó bằng nhôm, bề mặt nó hơi đây, bề mặt thì nó hơi bị chóc cái phần nước sơn bên ngoài ha. Cái này thì nói chung là cây này về mình xài thôi. Đó, nó hơi rơ chỗ này tí. Trong này thì có một lưỡi dự phòng bên trong. Hai lưỡi gồm một hai lưỡi nha anh chị. Đó. Cái này thì nó hơi rơ chút này, về anh chị mình chế ra nó giống như nó bị trượt cái gì nó kéo ra không được. Để anh chị mình về mình nãy cái gì ra cho nó. Như nó có một cái móc á mà nó bị bẹp vô thì anh chị mình kéo ra ha. Đó, kéo ra nó vô vẫn được. Anh chị mình móc cái kéo ra. Ok ha. Cái này là có chốt khóa. Mình đừng có kéo qua ra hết được rồi, tại vì dao thường mình không nên kéo ra hết. Về anh chị mình chỉnh sao chị nha. Rồi. Mã số 4 giá là 100, chiều dài cái này tầm khoảng là 14.5 cm. Số 5. 140. Em lên một bộ lục giác, bộ này gồm có ở dưới này lục giác trái bí nhọn nè anh chị. Và 2 4 6 đầu ha. Mã số 5. Vẹt xeo nha. Anh chị mình thấy product ở Japan này. Và anh chị mình thấy vẹt xeo dòng này dòng LED. Đầu đẹp nha chị, đầu trên là đầu lục giác này, đầu ở dưới là đầu
đồ chơi bí anh, đồ chơi bí nhọn. Thì cái này là từ size 1.5, 2, 2.5, 3, 4 và 5. Bên ngoài nó mạ một lớp màu vàng nha chị em, lớp sơn màu vàng. Chiều dài cây ngắn nhất tầm 7.8 xăng, chiều dài cây dài nhất nó tầm khoảng là 13.5 xăng ha. Rồi, mã số 5, cái này giá 140. Bộ lục giác của Vietcell. Số 6. Em lên một cây Tovit, cây này hàng của hãng Vietcell ha. Cây này thì cái phần cán nó rất là dày dặn cho anh chị mình bên sửa xe đó, mình cần một cái lực mà mình bẻ cái vầy thì như vậy cái lực nó sẽ lớn hơn là so với những cái đầu vít tròn như thế này ha. Cái lực của nó thì mình bẻ ngang như thế này nó sẽ lực hơn là những cái đầu mình tròn mình xoay như thế này thôi. Thì cái này là em nghĩ là thích hợp cho anh chị mình bên sửa xe ha, bên gara xe, rất là chắc. Hàng của Vietcell nha chị, hàng của Vietcell ha, Vietcell nè, đó. Vanadium hadith ha, có nghĩa là nó cứng cáp hơn so với chrome vanadium không. Dòng là dòng BH3 ha, BH3 đầu còn đẹp nha chị, đầu thẳng đẹp nè. Đó. Chiều dài cái này tầm khoảng là 20.5 xăng nha. Đầu BH3 của Vietcell, chuyên cho anh chị mình sửa xe, mã số 6, 108. Số 7. Em lên một cây Tovit đầu BH2 ha, cái này hàng của Mỹ anh chị mình thấy này, make in USA. Đó, cái này nó dính nha, giống như dính keo bên ngoài ha, cán còn rất là liền lạc chắc. Dòng này là của Brad Bridge USA. Đầu đẹp nha anh chị, và đầu còn láng nè, xi mạ láng o luôn. Đầu BH3 còn sáng đẹp. Đó, anh chị mình thấy đầu đẹp nha. BH3 hàng Mỹ. Chiều dài cái này là 20 xăng, mã số 7, 120. Số 8. Số 8, cây này dòng của BB Swiss Make Thụy Sĩ ha. Tiêu chuẩn BB Swiss Make Thụy Sĩ nè. Nói chung là tôi biết thì lựa những cây nó xịn một chút thì mình xài nó, nó không có bị tè cái đầu con ốc zin của anh chị. Ví dụ ốc xe máy, ốc xe ô tô ha, nó bị tè, nó hư thì mua những cái con ốc zin mới nó mắc mà khó mua nữa. Đầu đẹp nha chị, đầu đẹp nha. Cái này một là nó bể luôn chứ nó không có dặn đâu. Quá lực rồi nó bể luôn thôi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 21.5 xăng. Mã số 2, mã số 8 ha, 120. Anh chị mình xem cái tem nhà dán giấy ha, nhiều khi em đọc nó bị nhầm á. Nhưng mà tem xem tên xem giá trên tem này giùm em. Rồi mã số 8, 120 đồ BS2 ha. Số 9. Số 9 em lên một cây vít đóng hàng của BB Swiss Make Thụy Sĩ ha. Anh chị mình thấy đầu đóng nó còn đẹp nè, đầu đóng nó còn mới nguyên ha. Hàng này hàng địa đây Swiss Make. Cán nó hơi chày chày một chút. Rồi, đây là cây vít đóng và anh chị mình có thể mình kẹp cái kìm mình xoay ở dưới này. Cây này xi mạ còn đẹp nha chị, này dính dơ thôi. Trên này có dòng chữ ha, có dòng chữ nè. Đầu BS2 nha chị, đầu thẳng tắp đẹp nguyên nè. Đó, ok ha. Chiều dài cây vít đóng này của BB Swiss Make Thụy Sĩ đầu BS2, mã số 9, giá là 108. Chiều dài cây này là hơn 21 xăng. Số 9, 108. Số 10. Em lên một chiếc Compa ha. Cây này số 10. Này, đây, cây này của anh chị mình thấy là Super Compa Compass Yano. Cây này make in Japan, hàng Sonic nè, công ty Sonic và hàng Make in Japan sản xuất tại Nhật. Đây, gắn cái đầu cây nguyên một cây vít trì nè, cái này thì thích hợp cho anh chị mình có mua về cho con mình có học bên toán á, hoặc là anh chị mình vẽ bản vẽ cơ khí cũng được. Cái này anh chị mình mua cho con mình học bên đi học cấp 2, cấp 3 gì bên toán cũng được ha. OSK Japan. Đẹp ha, nước sơn màu đen nó còn duy nguyên nè. Nó kèm theo một cái này chưa có xài đâu nha anh chị. Cây vít trì zin của nó luôn. Chiều dài cái Compa này tầm khoảng là 11 hơn ha, hơn 11 xăng. Mã số 10, 100. 11. 11 em lên một chiếc đầu khẩu số 19. Cây này thì thích hợp cho anh chị mình bên sửa xe. KTC, những cây này đầu 3/8 nha chị, đầu 3/8 và anh chị nó thấy nó còn mới nè. Đó. Ở bên trong thì thường thường nó sẽ là rèn nên chị mình thấy nó có cái màu nó khác so với bên ngoài ha. Đó. Hàng xịn ha. Này là mở ốc số 19 nha anh chị. Hàng của KTC, ốc số 19 Japan. Đó, ok ha. Cái này là khẩu dài, khẩu dài bên sửa xe. Chiều dài cái này tầm khoảng 7 xăng. Rồi mã số 11, 100. 12. 12 là một cây đục cơ khí.
Cái này hàng của BB Sweet Max Thụy Sĩ ha. Chị mình thấy này, Sweet Sweet Tune Thụy Sĩ ha. Trên này có chữ 755.5 ha. Đó. Rồi, anh chị mình thấy phần đầu đây. Nó có chốc xi chút xíu bên ngoài nè. Ok ha. Đầu này chắc đầu tầm khoảng 5.5 quá. Đầu này còn đẹp nữa chị, đầu này còn đẹp nha. Chiều dài cái này là 15 xăng. Đầu này tầm khoảng là 4.5 thôi nha anh chị ha, tầm khoảng là 4.5 ly á. Rồi mã số 12 ha, mã số 12 120. Viết cho nó rõ ra. 12 120 nha anh chị. 12 120. 13. Em lên một cây 13 là một cây mồi Hàn ha. Cây này thì nước sơn còn đẹp nè, rock của Nhật nhưng mà nó dính một ít phần sơn keo gì thôi. Hàng còn đẹp anh chị ha. Nhìn cái nước sơn bên ngoài nó còn đẹp nguyên, nó không có bị chóc gì nè. Rock. Chiều dài cái này tầm khoảng là 17 xăng. Rồi. Đá hoạt động ok nha anh chị. Ok ha. Rồi mã số 13 170. Mùi Hàn. 14. Em lên một cây cần vặn tự động. Cái này hàng của hãng Tone. Cây này hàng xả lướt thôi. Anh chị nhìn thấy xi mạ nó còn đẹp, không có bị chóc. Đầu 12 ly 7, đầu 1/2 ha. Có logo Zozic nội địa Nhật. Mã số 14. Cây này thì dài là 25 xăng. 25 xăng ấy. Cây này nó dài hơn nha chị. Nó tầm khoảng 26.5 xăng nè. Rồi. Đây anh chị ha, nó chỉ có sờn chút xíu thôi, không có bị nhiều. Bánh răng anh chị mình nghe cái tiếng của nó rất là mới à. Ok ha. Những cái răng này nè. Tưng 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 ha. Đó. Là anh chị mình thấy nó rất là mới. Đó. Mã số 14 203. 15. Em lên một cây. Một cây vặn, cây cần vặn này cha ban nè. Cái này xi mạ còn láng luôn. Cái này hàng của KT của hãng Koken nha. Koken hàng rất là xịn nha anh chị. Koken, thường thường những mà cây đầu khẩu á, của Koken hàng xịn nha. Đây anh chị mình thấy. Đầu còn đẹp nha anh chị, đầu còn đẹp không có rơ lắc gì ha. Đó, có xà lướt thôi. Đầu 3/8 giùm em nha. Đầu 3/8. Chiều dài cái này tầm khoảng là 24 xăng. Lượt gù được 180 độ, 24 xăng nha. Mã số 15 200. Một cây cần vặn đầu 3/8 của Koken Nhật Bản. 15 200. 16. 16 là một cây vít ha, một cây vít lớn. Cây này hàng của hãng KTC Nhật nha anh chị. Nhìn thiết kế giống mấy cây mà của Mỹ mà đời cổ cán gỗ ha, nhưng mà cây này là hàng Nhật nha anh chị, KTC. Cái này là cán nhựa nha anh chị, cán nhựa và anh chị mình thấy cái thân của nó là bằng thép. Ở trong là cái cốt thép ra tới đây luôn. Nó bọc bên ngoài là bằng nhựa cứng ha. Nhựa cứng đặc. Đó, ok ha. Cây này là cây vít lớn, cây vít trừ lớn thì cây này ạ. Nó có chốc xi chút xíu dưới này, đầu còn thẳng đẹp này. Ok nha anh chị. Cây này rất là nặng. Tại vì chỗ này anh chị mình thấy nó đúc cái cán nó dày, cái phần thân thép dày. Chiều dài cây này là 28 xăng. Phần lưỡi sử dụng đó là 9 ly nha anh chị em, 9 ly. Mã số 16 200. 17. Em lên một cây đuôi chuột ha, cây này đuôi chuột số tới 4 số lận. 19 24, đuôi chuột tự động 4 số đảo chiều. Nghe cái tiếng cái bánh răng là anh chị mình thấy nó mới nè. Đó ha. Đó ok ha, mới ha, 4 số. Thì cái này là cây hàng của hãng Super của Nhật nha anh chị. Đây là cái phần đầu nhọn còn mới nè. Hàng xà lướt thôi, nhưng chị mình thấy nó còn rất là đẹp, thẳng tắp. Số 2227 1924 ha, bốn số này bốn số lớn, anh chị nào mà mình cần size lớn thì mua cây này. Cây này nó nặng tới 800 gram hơn. Đầu đẹp nha anh chị, bốn đầu nè. Xà tới đâu thì anh chị mình đẩy cái nào đầu này vô ha. Đó. Đây là cái đầu 2227, xài đầu 22 thì xài đầu trong, còn xài đầu 27 thì anh chị mình đẩy cái này vô thôi. Đẩy này vô thôi ha. Còn đẹp nha anh chị, những cái đầu những cái răng nó còn rất là đẹp nè. Ok ha. Đó, nhìn là anh chị mình thấy rồi. Rồi. Chiều dài cái nãy là nặng là 800 g rồi nha. Chiều dài cái này nó phải 35 xăng. Rồi mã số 17 giá là 370, một cây đuôi chuột 4 số tự động. Super,
370 18. Em lên một cây búa bi. Cái này hàng của hãng OH ha. Cái này tình trạng còn đẹp nha chị. Da dẻ lá ngon nè. Da dẻ rất là láng ha. Đó, chị mình có thể thấy da dẻ lá ngon. Trên này có chữ D3, chốt đêm chắc chắn. Đầu bi cũng đẹp. Cán còn liền lạc. Size là size số 1. Thì cây này nặng là 600g. Một cây búa bi 600g của OH Nhật Bản. Dài tầm cán là 32 cm. Đường kính đầu đóng chắc tầm khoảng 3 cm ha. Rồi mã số 18, 170, búa nặng 600g. 19, 150 ha. Đây là một cây búa mà dòng thép khung rỉ đây chị. 19, 150 ha. Cán nó còn liền lạc chắc chắn. Cây này thì không có chữ thôi, nhưng mà anh chị mình thấy cây dòng này là dòng khung rỉ nguyên cây á, nguyên khối, không phải là mạ nha. Đây là khung rỉ nguyên cây á. Cái này thì xài rất là bền, không có cần mà bảo quản, không có bị rỉ rỗ gì hết. Chiều dài cái này là 20 cm. Như chỗ này nó có bị cái nứt gỗ tí anh chị, nứt gỗ chút xíu ha. Đầu này dài, đầu này đầu chấn ha. Các anh chị làm bên da hoặc là bên đồ nhỏ nhỏ như là cơ khí điện tử nhỏ nhỏ, hoặc là bên thợ kim hoàn thì mình mua 10.5 cm. Chỗ này đường kính nè, đường kính là 1.6 cm. Và cây búa này nặng khoảng 170g nha chị. Khoảng 170g, mã số 19, 150. 20. Em lên một cây copy biên độ 20, là một cây copy mẫu ha. Copy mẫu. Cây này thì thân nó bằng nhôm nha chị ha. Thân nó bằng nhôm, tình trạng nó còn rất là mới. Trên này có cái thước đo. Chị mình thấy thước đo là không từ 1 cho tới 15, 15. Rồi. Copy mẫu thì ví dụ khi anh chị mình có bên làm bên khuôn, hoặc là anh chị mình có cần thì anh chị mình sử dụng cái này. Cái này nó không có rơ gì hết nha anh chị, nó còn rất là mới. Cái này thì nó không có chữ thôi, nhưng mà anh chị mình thấy nó còn rất là mới nha. Nó không có bị rơ gì hết, còn hoạt động hoàn hảo. Đó, ok ha. Ok nha anh chị ha. Rồi ok nha chị ha. Rồi. Mã số 20, dài là 15 cm nha chị ha, dài 15 cm, mã số 20 208. Chiều rộng nó là tầm khoảng 8.5 cm. Mã số 20 208. 21. Em lên một cây cạo C ha. Cái này là bằng đồng của hãng Sanritsu. 21 cây này thì giống để anh chị mình cạo kẹp mà chống tia lửa điện ạ. Hàng là dòng EB500. Của hãng Sanritsu của Nhật. Thì cây này rất là nặng. Cây này size lớn nha chị. Chiều dài phần chữ C là 15 cm. Và cái này phần cạo anh chị mình cạo nó tầm khoảng là 7 cm ha. Anh chị mình kẹp nó tầm khoảng là 7 cm á. Rồi, mã số 21 308. Hoạt động ok nha chị. Đầu ha, đây là phần đầu chị mình thấy nó còn đẹp nè. Rồi 21 308. 22. Em lên một cái bao da. Bao da này hàng đây, bao da này dùng để anh chị mình đựng cái hàng chưa xài đâu, nhưng mà anh chị mình thấy do để bãi thì nó có cái này thì nó có bị nứt ha. Thì anh chị về anh chị mình bên mà mình thợ mà mình thuộc da hay gì đó thì mình làm lại thì mình làm ha. Đây là một cây để keo bướm nè, một cây mà vỏ bao da để keo bướm như thế này ha. Cái này để size tầm khoảng 20-22 hoặc là 23 cm nè. Cái này size lớn hơn nó tầm khoảng 22 cm nè. Rồi ok, 22 100 thôi nha anh chị. Về anh chị mình phải mình về mình xi mạ, mình rửa sinh cái mình xi lên nước xi mới ha. Nói chung là mình đánh xi gì đó thì em cũng không rành đồ da. Đó. Chưa có xài ha, còn cả cái tem luôn nè. Nhưng mà do để bãi thì nó hơi bị khô da tí. Mã số 22 100. Chiều rộng là 12 cm, chiều cao tầm khoảng là 23 cm ha.
anh chị mình đánh giày thì mình lấy cái xì đó mình đánh nha, mã số 23 22 100 23 23 em lên một mũi khoan tháp 200 23 ha. Rồi anh chị mình thấy này, đầu nó cũng còn đẹp nha, đầu những cái răng này nó còn đẹp nè. Cái này thì nó bị mờ số rồi, đọc không có thấy số. Mình dán kiểu này thì không biết có cái mã số 23 200 ha. Gỡ ra để em coi nó có cái chữ gì không. Đây, cái này hình như nó có cái chữ này. Từ 6 đến 24 nha, từ 6 đến 24 ly nha chị. Còn lại không biết có chữ nào không. Trên này có chữ gì nữa nha anh chị ha. Đây, trên này có chữ gì nữa nha anh chị ha. Có chữ gì nữa nha anh chị ha, mà đọc không ra được. Có chữ gì đó nha anh chị ha. Nói chung là từ 6 đến 24 ly anh chị, đầu còn rất là đẹp. Chiều dài cái này tầm khoảng là 10, có chữ tan rai tan gì đó. Chiều dài cái này tầm khoảng là 8.5 xăng. Cái này mũi khoan từ 6 đến 24 ly dùm em. Mã số 23 200. Rồi em lên mã số 24. 24 là một mũi khoan. Cái này là hàng của Unibit và cái này là hàng sản xuất tại Mỹ anh chị. Anh chị mình thấy cái cờ Mỹ nè. Cái này là 6. Cái này sử dụng cho mũi khoan là 6.5 ly nè. Cái phần máy khoan là 6.5 ly nè ha. Đó. Hàng của Unibit có lá cờ Mỹ ha. Đây. Từ 4 đến 12 ly anh chị ha, từ 4 ly tới 12 ly. Đó. Ok ha, nó là dòng chắc là dòng này nè. Rồi. USA ha. Rồi cái này dài tầm khoảng là 8 xăng, mã số 24 giá 208. Hình như giá mới nó tầm khoảng 1 triệu đó anh chị. 24 208. 25. Em lên một chiếc thùng đồ nghề ha. 220. Chiếc thùng này hạng là 1 kg nha anh chị, ăn hơn 1 kg ạ. Thùng này thì tình trạng còn đẹp, về mình chỉ việc xài thôi. Lâu sơ mình xài thôi. Mã số 25 220, thùng này nặng hơn 1 kg. Đó, hàng của Toyo nha anh chị. Cái này thì còn đẹp nha. Sơn cũng còn đẹp, không có bị dâm rỉ gì hết. Ok ha. Ok. Đó. Và em đo thông số. Rồi em đưa bên trong trước. Cái này anh chị thấy hồi nãy nó có một cái gì dính keo á, thì dính y chang thôi. Da dẻ láng o đẹp hết nè. Chiều dài chiếc thùng là 29 xăng. Chiều rộng chiếc thùng tầm khoảng 14.5 và chiều cao nó là khoảng 10.5 xăng nha. Thùng rồi mã số 25, giá là 220, nặng hơn 1 kg. 25. 26. Rồi sẵn tiện em lên thùng hết nha. 26 là một chiếc thùng nhựa, anh chị mình thấy 26 là một chiếc thùng nhựa. Thùng này là của Enjoy Hobby Club. Đây, thùng này đặc biệt là trên nó có một cái ngăn Iris ha. À, lock. À, nó có hai ngăn lận anh chị ha. Thùng này rất là xịn nè, anh chị mình thấy. Ở trên nó có một cái ngăn, ở dưới này có hai ngăn kéo ra. Và anh chị mình hình như phải mở trên mình mới kéo ra được. Cái này còn đẹp nha anh chị ha. Đây anh chị mình thấy nó còn đẹp nè. Đó, ok ha. Đó, thùng còn rất là đẹp. Thì những cái thùng này á, các chất nhựa của nó nha anh chị, là nó dẻo và nó giống như là nó dẻo mà nó chịu được nhiệt với lại chịu được độ bền hơn so với các loại nhựa thông thường á, nên là anh chị mình mua thùng mình cũng cần là xuất xứ để cho mình hàng cho nó xịn, mình xả nó bền ha. Đây, Iris ha. Đây, thùng nói chung bạn cái này thì nó không có lỗi gì nha anh chị, đẹp ha. Chiều dài đó là 40 xăng, bạn rộng tầm khoảng là 22 xăng. Chiều cao ha, chiều cao đó là 21 xăng rưỡi nha chị ha. Nó tầm 22 xăng này, 22 xăng ha. Và chiếc thùng này nặng là 2,4 kg, gần 2,5 kg ạ. Đây, giờ em view bên trong cho chị mình xem.
bên trong đây nha anh chị em. Nó có chữ lock là khóa lại. Khi mà anh chị mình như mà bấm cái chốt này nè, nó có hướng dẫn mình bấm chốt này thì mình mới mở được hai cái ngăn bên dưới ra. Anh chị mình thấy nắp đẹp, cái khay ở trên cũng đẹp nè. Khay ở trên đẹp ha. Rồi, mở ra. Đây. Ok nha anh chị ha. Bên dưới ok ha. Đây là một cái ngăn. Rồi bấm thêm cái nữa ha. Ngăn bên trên thì nó có nhiều ngăn nhỏ nhỏ, có cái tấm chắn, còn ngăn bên dưới như thế này nha chị. Có dính dơ thì anh chị mình về mình có thể mình rửa vệ sinh bên xà bông đi giùm em thôi. Đó ok ha. Ở chỗ này hai cái ngăn này là nhựa cứng nha chị. Cái chỗ nhựa trắng là nhựa cứng, còn ở bên trên này là nhựa dẻo này. Đó. Ok ha. Rồi hồi nãy là gần 2,5 kg nha chị, thùng này gần 2,5 kg nha. Nó có 3 ngăn và có 2 ngăn kéo. Ngăn kéo thì nó tiện dụng, nó tiện lợi. Ok rồi ha. Gần 2,5 kg nha anh chị. Rồi mã số 26 giá là 550. 26 550 ha. 27. Em lên một chiếc thùng. Chiếc thùng này là bằng sắt ha, bằng thép. Thùng này là hàng của Ringstar, dòng sản phẩm là RSD350. Anh chị mình có thể thấy cái này thì còn rất là mới. Đó, ok ha. Nước sơn này. Ở trên, nắp đây. Bên hông ha. Mặt sau. Rồi mặt đáy thì nó chỉ có bị anh chị mình thấy ha, nó có bị cấn chút xíu cái này, kiểu cấn móp á, nhưng mà nó không có nhiều, dòng thép là rất là cứng. Vậy thôi không có gì ha. Cây này là 350 thì nó chiều dài nó tầm khoảng 35 cm. 35 cm anh chị. Chiều cao nó tầm khoảng 15 cm nè, và bản rộng nó là khoảng 20 cm ha. Rồi mặt bên trong, khóa thì chắc chắn anh chị mình thấy cái khóa nó còn thép, nó còn mới nè, đó. Nó còn rất là mới ha. Rồi mặt bên trong mới tinh ha. Nãy thì anh chị mình cố thấy nó chỉ có cắn cái mé bên này chút xíu thế này thôi ha. Đó, ngăn trên có những cái vách ngăn. Ngăn bên này thì thẳng luôn để những cái cây cần vặn đầu hậu dài, những cái cây cần vặn dài ha. Rồi. Nước sơn như là mới nguyên nha anh chị. Bên trong thì nó không có tiếp xúc nhiều thì nó còn mới nguyên nè. Đó, ok. Rồi mã số 27. Một chiếc thùng của hãng Ringstar nặng là hơn 2,8 kg. Mã số 27 giá là 650 nha, hơn 2,8 kg nha anh chị. 27 650. Những thùng này anh chị mình mua mới nó phải hơn 1 triệu. 29. Em lên mã 28 ha. 28 là một chiếc mỏ lết, cái phần dưới này là anh chị mình có thể cắt tiện được. 28 300. Cây này là size 250 của hãng Super. Cái tay cầm là cách điện ha, bằng nhựa cách điện, bọc cách điện, chờ ban. Liên lạc ha, Super Tool có logo Zozic nhổ điện Nhật đấy anh chị. Ok. Rồi, ok ha. Chị mình thấy cái này ngàm nó còn thẳng nguyên này. Đó, ngàm còn rất là thẳng ha. Cái này size 250 nha anh chị. Cái này thì anh chị nào mà làm bên mà muốn cách điện, là muốn an toàn thì mình có thể mua cái này cũng được. Đó, cây này gần như là cây này chưa xài đâu nha anh chị, chưa có vết cấn gì luôn ha. Chưa xài ha. Rồi, anh chị mình có thể mua cây này. Đầu nó không có bị chóc xì gì hết ha. Mã số 28 300. 29 em lên một cây búa. Cây búa này là cây búa cao su ha. Cây búa cao su hàng của Mỹ. 300. Cán ha. Anh chị mình nhìn thấy cán, anh chị mình thấy cái dáng cán búa Mỹ này. Rồi. Trên này có chữ 205 USA, Make in USA ha. Lúp la ha anh chị ăn, của hãng Lúp la. Đó. Thì phần đầu anh chị mình thấy nó có rạn rạn vậy thôi, nhưng mà còn xài tốt, nó vết cấn anh chị, không phải là cái vết mà nứt đấy đâu. Tình trạng nó như vậy thôi, nhưng mà nó còn xài tốt. Trong này nó bằng nhôm nha anh chị, nó rất là giảm trọng lượng. Chốt nêm chắc chắn nè. Đây, anh chị mình thấy phần này nhé.
cứng nha. Những cây này anh chị mình xài còn rất là bền, không sao đâu. Còn rất là bền, nó có những cái vết cấn này. Đó, xem kỹ giùm em rồi mình lấy ha. Nói chung là những cây này hàng Mỹ thì nó xài bền, cái nhựa, chất nhựa của nó cũng bền nha. Cái này giống như là những cái vết mà cái dao hay là cái gì nó sượt qua nha chị. Còn xài tốt không? Cái này anh chị mình có bên lát nền nhà hay gì đó thì mình sử dụng những cây này. Chiều dài cây này nặng là 980g ha, 980g. Chiều dài phần cán búa là tầm khoảng là 32 cm anh chị. Chiều dài phần đầu búa là tầm khoảng là 12.5 cm. Đường kính đầu búa là tầm khoảng là 4.5 cm ha, hơn 4.5 cm. Cái búa là nặng là hồi nãy là 900, hồi nãy là 8. Như là 980g, gần 1 kg anh chị ha. Rồi mã số 29 giá 300. Còn xài tốt cho anh chị mình đi làm công trình nha, những cây này. Mã số 29 300. Sáu mà còn tốt. 30. Em lên một mũi khoan, bộ mũi khoan này hàng Mỹ, hàng sản xuất tại Mỹ. Size window reel ha, mũi khoan gồm có 10 mũi, và anh chị mình thấy make in USA nè. Đó, ok ha. Thì sử dụng cho máy khoan. Máy bánh vít từ size 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 và 6 ly. Nói chung là từ 2 ly cho tới 6 ly nha chị. Rồi anh chị mình thấy là hàng mới chưa xài, còn trong vỏ. Bên ngoài là nó màu vàng, bên trong nó là sơn màu đen. Đó, ok ha. Hàng sản xuất tại Mỹ nha chị ha, chất lượng rất là xịn. Đây. Mới tinh luôn ha. Rồi, mã số 30 300. 31. Em lên một cây, anh chị nào mà mình sưu tầm thì mình mua cây này ha. Cây này là một cây cần vặn đầu 3/8. Cây này á, chất thép của nó rất là chắc. Anh chị mình thấy cái phần xi của nó là không thấy. Xi của nó cái dạng là xi mịn vô trong phần xi, mà xi mịn vô trong phần thép luôn ạ. Rồi cây này là anh chị mình thấy có thể tìm là Germany của Đức ha. Dòng này là của công ty là Douidas này. Đó, số 31, cái này size 6 inch. 6 inch cái tầm khoảng 15 cm. Tầm khoảng 15 cm. Và đầu này dùm em là đầu 3/8 nha chị. Đầu 3/8 nha. Đó, anh chị mình có thể tìm là Douidas và 3093F. Cái này rất là đặc biệt. Thì em view sơ có phần bên ngoài chứ anh chị mình thấy là nó có hơi chóc xi ha. Nó hơi chóc xi phần này. Đó, ok. Chóc xi nha anh chị, chóc xi chút xíu thôi. Nhưng mà anh chị mình thấy cái phần trong nó còn đẹp nè, phần trong đẹp nè. Đặc biệt cái phần này á, anh chị mình đảo chiều thì mình cây này đặc biệt chỗ là nó là răng nhuyễn nha anh chị. Răng nhuyễn nên chỉ cần lắc một chút xíu thôi là nó qua một cái nấc khác này. Anh chị mình làm trong những cái môi trường mà hẹp á. Và khi mình lắc qua, ví dụ như anh chị mình lắc qua thì khi mà anh chị mình đẩy ngược lại á, nó có một cái độ mà kiểu nó trượt trượt lại nè. Anh chị mình thấy không? Đây là em đang xoay. Cái này là em đang xoay là ngược chiều kim đồng hồ. Thì anh chị mình thấy khi mà anh chị mình siết vô cái chỗ này nè, nó có một cái độ hở để mình khi mà xoay lại nó sẽ siết vô lại chỗ này ha. Đó ha, chứ không phải là anh chị mình nói là nó hư rồi, nó chỉ quay được một đầu này thôi, khi nó quay còn lại nó cũng quay ngược lại như vậy là không phải ha. Nó chỉ quay được tới mức màu đó là nó đứng lại cứng ngắc thôi, nó không có đi nữa ha. Đó, nó đứng cứng rồi này, nó không đi nữa. Đó, anh chị mình thấy cái này nó làm khi mà chị em quay ngược lại thì nó đi một khúc như này ha. Đó, thiết kế rất là lạ, mới thấy, chứ không phải là nó bị hư anh chị. Rồi, đấy, đây là anh chị, em đang xoay. À, cái này nó chỉ xoay ngược chiều kim đồng hồ ha. Và anh chị mình bật được hai đầu nè. Douidas, cái đầu zin ha, đầu 3/8 zin luôn. Đó. Đây ha. Khi mà anh chị mình lắc rồi, mình trượt mình lắc rồi và mình xếp nó lại thì anh chị mình thấy nó cũng còn trượt được một khúc nữa ha, khác so với bình thường. Nãy 15 xăng rồi nha anh chị ha. Anh chị mình chốt giùm em, tên là đầu còn đẹp, không có ri rơ lơ, không có rô lắc gì hết nha. Đẹp nè. Mã số 31 giá là 350.
32. Em lên một cây cửa lê ha. Cây này còn đẹp mới nè. Cây này hàng của Rick Gibb, Mỹ, USA, Ohio, USA. Đây, tay cầm nha anh chị. Thì mặt bên hông này nè anh chị mình thấy xài họ xài gì, có nó có cánh chút xíu thôi. Mà cái đầu này còn đẹp nè, anh chị mình thấy ha, đầu còn rất là đẹp. Đó, răng đều nè ha, Rick Gibb của Mỹ. Rồi, anh chị mình tìm dùng em là Rick Gibb No 10 ha, 1017 Rick Gibb. Đó. Cái này á, thì cái phần ngàm của nó là như thế này nha chị ha. Gật gù được 180 độ này. Và cái răng còn đẹp. Nếu mà anh chị mình mở được tối đa như vậy ha, nó tầm khoảng là 3 cm. Cái ngàm chỗ này thì em đo tổng thể mé bên trong, anh chị mình thấy nó tầm khoảng 2.5 ha. Cái ngàm bự bên trên nó tầm khoảng là 3.5 nè. Đặc biệt cái này thì nó còn tốt nè. Ok. Cái này thì á, đây mình có thể mình kéo nó dài ra, tăng đường nó dài ra thêm một khúc nữa. Thì nếu mà anh chị mình thu nhỏ gọn nhất nó tầm khoảng là 26 cm. Mình kéo ra thêm anh chị, mình kéo ra thêm nó được tầm khoảng là 18 cm nữa ha. 18 cộng 26. Rồi mã số 32, 350 ha. 33. Anh chị mình thấy nè. Đó, cái này nó còn hoạt động ok nè ha. Đó ok ha, cái dính kiểu bị bọn dầu nhớ cho trang ha. Cái này còn hoạt động tốt anh chị, mã số 32, 350. Ba em lên một cây kìm điện của hãng Rebic Nhật Bản ăn. Cây này còn rất là mới cho anh chị mình sưu tầm. Đó, Rebic Nhật Bản ăn, cán người lạc chắc chắn, cán màu vàng tươi ha. Ok nha anh chị. Rồi anh chị mình thấy là cây này là khít, lưỡi khít đẹp. Răng đều anh chị ha, cây này răng đều không có bị cấn gì hết. Vỏ liền lạc, nói chung cây này còn mới nè. Chiều dài cây này tầm khoảng là 19.5 cm. Rồi mã số 33-220. Cắt ok nha anh chị ha. 33-220. 34. Em lên một cây cưa. Cây cưa này là anh chị mình thấy chữ Tension năng, Tension 8 Thơn Mask. Thì cái này giống như hàng, không biết anh chị mình có thể mình xem qua. Tension 8 Thơn Mask này. Đó. Ha. Cây này á, anh chị mình gắn lưỡi cưa là 25 cm dùm em. Thì em gắn sẵn cho anh chị một lưỡi cưa là hàng chưa xài ha, do để bãi nó bị ố chút thôi. Đây là lưỡi cưa mới hàng chưa xài, như em gắn ngược hay gì nè. Hình như gắn ngược đầu nó ra rồi. Mới chưa xài nha anh chị. Hôm nay em gắn lưỡi cưa là có logo nhộn nhật nhật của hãng Nachi. Đó, có logo Suzuki nhộn nhật, lưỡi cưa mới ha. Thì cái này chị mình thấy nó có một cái nước sơn bên ngoài dày màu xám đen này ha. Thì cái này thân nó bằng nhôm, nó có chóc sơn nè. Đó. Nhưng mà chóc sơn là do nó ẩm nó chóc thôi. Anh chị mình thấy nó còn rất là mới luôn. Mã số 30 ha. 33 ha. 350. À 34 nha chị ha. 34 350. 34 350. Nước sơn màu đen xám đẹp lên chị, nhưng mà nó có chóc sơn chút xíu thôi, nhưng mà cây này còn mới ha. Sử dụng lưỡi cưa là 25 cm dùm em. Chỗ này chị mình có thể mở ra để mình bỏ những cái lưỡi cưa dự phòng lên cái thanh này ha. Rồi mã số 34, 350, đẹp lên chị, mới đẹp nha, nó có chóc sơn chút xíu thôi, nhưng mà nó còn rất là mới, không có rơ lắc gì hết. Mã số 34, 350. 35. Em lên một cây cưa ha. 35 cây này thì này em nghĩ là chắc hàng nó cũ nè, đời cổ. Rồi cái này là thân nó bằng gỗ, có ký tự Nhật nè. Ok anh chị ha. Cái này đặc biệt là anh chị mình xài lưỡi cưa là từ tầm từ khoảng 25 đến 30 cm đều được. Chiều dài phần lưỡi này đang sử dụng là tầm lưỡi 25 cm anh chị ha. Rồi anh chị mình thấy trong này đó, cái mức là nó mức bự nhất. Trong này nó còn tăng đưa được 3-4 nấc này, anh chị mình thấy ha. Một bên này 2 nấc nè, bên này 2 nấc nữa. Là nó sẽ dài, kéo dài ra là mình có thể sử dụng được lưỡi cưa 30 cm luôn. Cán gỗ còn liền lạc chắc chắn dày dặn nha chị. Cán gỗ còn liền lạc chắc chắn dày dặn. Cái này chắc hàng cũ, hàng đời cổ. Cái này anh chị nào mình sưu tầm thì mua ha. Hoặc là xài cũng được, còn xài tốt xài bền. Cứng cáp không có rơ lắc gì ha.
chung là những cái chốt này em thấy rất là đẹp. Nào anh chị mình sưu tầm hoặc xài thì mua cũng cây này ha, cây này xài rất là bền. Rồi, sử dụng lưỡi cưa 25 hoặc là 30 xăng cũng được. Mã số 35, giá là 450. Có ký tự Nhật đời cổ nha anh chị. Da dẻ những cái này là láng mịn nè. Đời xài bền ha, đời cổ xài bền. Mã số 35, 450, 36. Em lên một cây 36 là một cây lã tự động ha. Cây này là lã tự động. Hàng của Rick Kid Mỹ. Thì cây này anh chị mình thấy cái phần ở nước sơn ở trên nó còn đẹp nè, Rick Kid màu xám. Cây này là Rick Kid nhìn như chữ N1, N1 hay N4. Còn đẹp nha chị ha, cây này nó còn rất là mới luôn ạ. Thân ha, còn rất là mới, tem nhãn còn nè. Anh chị mình thấy và cái đầu là đầu lã tự động. Đó, ok ha. Rồi. Đầu đẹp nha chị ha, cái đầu cái nói chung là cái thân trên là đẹp, còn cái phần chén á thì cái phần chén anh chị mình để ý giùm em. Cái phần chén này thì cái cây này em bán cái phần trên này thôi. Em bán cái phần trên này thôi, còn cái phần dưới này em để thêm thôi. Tại vì cái phần dưới này nó có bị cái này thì anh chị mình thấy nè, hàng của Rick Kid nguyên cây luôn nhưng mà chỗ này nó có bị cấn một chút xíu ha, để cấn một chút xíu. Cái phần lỗ, mỗi phần lỗ là 1/4 thôi, còn 3/8 là còn đẹp nè. Thì ạ, ở Việt Nam mình em thấy mấy anh chị mình nói xài cái phần mà 3/8 thì nhiều nè, mà phần này còn rất là đẹp ha. Nên là anh chị mình mua cái này về. Cái này Rick Kid của Mỹ, đầu tự động, đầu đẹp nha chị. Có mỗi chén là 1/4 thì nó có bị cấn chút xíu thôi, về mình xài cũng được hoặc là mình đắp thêm, mình sửa gì cũng được ha. Rồi mã số 36, một cây lã ống đồng của Rick Kid Mỹ tự động. 37, 37 em lên một cặp mà kéo cách hàng rào á, tệ hàng rào ha. Cây này thì anh chị nào mà làm vườn nhiều thì mình mua, hoặc là anh chị mình bên sưu tầm hoặc là sưu tầm mang thì em bán nguyên cặp cho anh chị mình sưu tầm luôn. Hàng này rất là xịn, cực kỳ xịn anh chị. Hàng rèn thủ công này, dấu đóng búa nè ha, và có rãnh hô lâu nè. Đó, rãnh hô lâu hàng mới chưa xài anh chị. Thì cái này á, cán nó bị cưa rồi, về anh chị mình nối cái cán ra dài tầm khoảng là, tổng thể nó dài tầm khoảng 60 xăng cũng được, hoặc là 55 xăng cũng được ha. Nói chung là cây này hàng rèn thủ công rất là xịn nha chị. Có dấu đóng búa nè, tem nhãn đầy đủ chữ ha. Đó, cây này chốt rồi nè. Cây này á, anh chị khi mà mình xài, anh chị mình thấy từng chi tiết nhỏ hơn, nó làm cũng rất là đẹp ha. Ha, những cái chi tiết nhỏ thôi. Và anh chị mình thấy nè, những cái cây mà khâu mà bắt giác kim cương như thế này nè, thì hàng là xịn nha. Có rãnh hô lâu luôn nè, rất là mới. Cây này cực kỳ bén, da dẻ láng mịn rất là mới ha. Thì thích thì anh chị mình để vậy mình xài cũng được. Nếu mà anh chị mình có cắt những cái cây ngắn như hàng rào gia đình gần Tết, mình có dọn nhà dọn cửa mình, thì mình xài như vậy cũng được rồi. Còn á, khéo tay hay gì đó thì anh chị mình làm thêm cái cán dài tầm khoảng 30 đến 35 xăng dùm em ha. Thì em bán nguyên cặp mã số 37-600 ha. Cây này á, lưỡi của nó dài là 19.5 xăng nha chị ha. 20 xăng á, lưỡi dài là 20 xăng. Và phần ở dưới này là 20 với lại 20 là 40 ha. Rồi, về anh chị mình chế thêm dùm em. Em bán nguyên cặp mã số 37 ha. Cây này cực kỳ xịn luôn ạ. Ok anh chị, chữ nghĩa đẹp nha. Đây phần lưỡi đây, bén nha chị, cực kỳ bén. Những cây này mà mang tệ thì nó chỉ có rụng thôi, rụng lá, rụng cành thôi. Rồi mã số 37 giá là 600 nha chị. Phần lưỡi không là 20 xăng. Có rãnh hô lâu nè, và vân búa ha. Đây, cái phần khâu đó là khâu bắt giác kim cương ha. Mã số 37-600. 38, em lên một cây tệ hàng rào của ARS. Cây này dòng là
K1100 anh chị ha. ARS cây này giá mới nó khá cao. ARS Professional. Thì cây này anh chị mình thấy cán nó bằng nhôm. Cây này còn mới nên anh chị mình thấy nè, cái phần hai cái cục nhựa chặn vẫn còn nè. Cái vỏ ha. ARS. Khi anh chị mình xài thì mình cái tay mình kẹp cắt như thế này thôi. Cái này lưỡi đẹp nha anh chị, hàng còn rất là mới, để bãi này nó hơi ố chút xíu thôi, nó ố chút xíu thôi ha. Đó. Made in Japan ha. Rồi. Cái này lưỡi sử dụng là 17.5 xăng nha anh chị ha, 17.5 xăng. Rồi anh chị mình chốt giùm em mã số. Lưỡi là 17.5 xăng và chiều dài tổng thể của nó là 70 xăng nha. 70 xăng. Rồi mã số 38, giá là 350. 39. Sẵn thì em lên một cây. Sẵn là em lên một cây dao rửa móc ăn. Cây này là hàng rèn thủ công và anh chị mình thấy nè, cây này còn rất là mới. Cây này chất thép của nó cực kỳ bén anh chị, cực kỳ bén, hai lớp thép và cây này da dẻ còn mới nguyên. Đây là cái móc để khi mình chị mình chặt nó có rớt xuống nền bê tông, nền gạch thì nó không có bị mẻ cái lưỡi này. Cây này thì vát một mặt dành cho tay phải giùm em ha. Vát một mặt dành cho tay phải, khâu bát giác kim cương này. Khâu bát giác kim cương. Ha, cây này thì anh chị mình thấy của làng nghề Tô Sa và có hình một con hạc hay gì nè. Ha. Cây này anh chị mình thấy đẹp anh chị, rất là đẹp, rất là mới, hai lớp thép. Cực kỳ bén, 520 chứ nó số 520. Phần đầu của nó, cũng giống hình như thiết kế cái lưỡi này y chang nhìn cái mỏ con chim ha, đang cái cổ con chim này. Rồi. Anh chị mình cây này thì về anh chị mình có chặt dừa hoặc là chặt những cây mà không có sợ nó rớt cái mỏ xuống gãy cái mẻ cái lưỡi thì sử dụng cây này. Phần lưỡi sử dụng nó là 20.5 xăng. Bản rộng nhất là 6 xăng anh chị. Cái này là mới nên chị mình thấy nó rất là đầy đủ nè. Độ dày ở trong thì nó dày hơn đó. Ở trong cái phần này thì nó dày hơn so với lại cái sống dao. 5 ly nha anh chị. Lưỡi dài nãy là 20.5 xăng và cây dao này nặng là hơn 600 g. Hơn 600 g ha. Mã số 39, giá 650. Tiếp khác bữa này là xịn anh chị. Mã số 40. Em lên một cây dao. Cây dao bếp. Cái này thì dành cho các anh chị hoặc là ông bà ở trong nhà mình gọi là nó ông bà già thì xài những cây này thì được anh chị, tại vì nó không có rỉ, là một với lại xài những cây này một là không rỉ, hai là cái độ bén của nó vừa phải để cho mà nó cũng rất là bén á, nhưng mà nhiều anh chị mình thích bén hơn như thì anh chị mình xài với xanh với trắng này kia, còn cần cây này thì phù hợp cho các ông bà hoặc là chị em trong gia đình. Cán gỗ chốt đúc liền ha anh chị, ba chốt nè. Cán gỗ cây này là hàng của Đức ha, cây này là hàng của Đức Soligan, một hình người Rotterdam của Đức nè. Đó. Rồi cây này lưỡi sử dụng là nguyên khối thép không rỉ, lưỡi sử dụng là 18, bản rộng 4.2 và độ dày là 2 ly ha. Cây này hàng còn đẹp còn mới nha anh chị. Mã số 40, 320. Ok ha. Nói nó bén chứ nó rất là bén luôn nha. Ok nha anh chị. 40 320. Quên nãy nó có cái vỏ trong phần hai cây này có cái vỏ nha anh chị. Rồi em lên mã số 41. Em lên một cây thước kẹp. Cây này là hàng của Mitutoyo ha. Cây này anh chị mình thấy hàng Made in Japan và anh chị mình thấy cây này là lưỡi nó còn khít nè. Đó, lưỡi nó còn khít mới ha. Lưỡi rất là mới anh chị. Lưỡi rất là mới ha. Những cây này anh chị mình mua những cây mà nó khít đẹp á, những cây khít anh chị mình đo nó sẽ chắc rất là chính xác. Đây, ở dưới cũng khít ha.
nhìn là anh chị mình thấy nó mới rồi. Cái là cây thước 20 xăng anh chị em, cây này cây thước 20 xăng có logo Joseph Trường Địa Nhật, số là anh chị mình thấy số nó còn rõ ràng nha, vừa khắc vừa sơn nên là anh chị mình yên tâm nó không có bị mờ số đâu. Mã số 41500, một cây thước kẹp size là 20 cm, hàng của Mitsu Toyo đây, rất là mới, nhìn anh chị mình thấy này, nước sơn màu đen ở trong là vẫn còn cực kỳ mới ha. Rồi mã số 41 giá là 500, một cái thước kẹp size 20 của Mitsu Toyo. 42 em lên một cây dao chặt 350. Đây anh chị mình thấy cái này hàng mới chưa xài, cái này là dao gọi là dao chặt than hay là dao chặt than ha, hàng mới chưa xài. Nó có một cái vỏ nhựa bên ngoài anh chị, vỏ một cái vỏ bên ngoài ha. Đó, vỏ bên ngoài như thế này. Mã số 42 chặt than ha, dao chặt than. Rồi mới chưa xài nha chị, hai lớp thép nè, mới nguyên cả lớp dầu nguyên của hãng nữa ha. Nên bên này thì có đan tay cầm như thế này đó, lớp ram đen vẫn còn ha. Rồi chiều dài tổng thể cái này tầm khoảng là 18.5 xăng, chiều dài lưỡi sử dụng là 7.5, bản rộng nhất là tầm khoảng là 4.5 xăng ha. Độ dày cái này tầm khoảng là 7.5 ly nha anh chị, 7.5 ly nha. Rồi anh chị chốt cho em mã số 42, một cây dao chặt than mới chưa xài của Nhật. Cái này thì không thấy chữ nha anh chị, không thấy chữ nha. Mã số 42 giá là 350. Em lên một cây kèn harmonica ha, 43, cây này hàng của hãng Yamaha này. Anh chị mình thấy nó có logo Joseph nội địa Nhật ha. IH Make in Japan này. IH15SN có logo Joseph nội địa Nhật. Chỗ này con em nó cái hình cái con em nó bôi photo mực lên thôi. Rồi 43180. Tất cả những chi bên ngoài nó là bằng inox và bên trong nó bằng bằng nhựa nha anh chị, bằng nhựa nhưng mà đây Yamaha đây ha, này gì nó dính keo chút xíu thì anh chị mình có thể mình về mình trà rửa đi giùm em thôi. Yamaha cái này thì tất cả các thanh nó đều hát được anh chị ha, nó đều có thổi được ha. Đó là âm thanh của nó anh chị ha, về thì mình vệ sinh thêm giùm em. Rồi Yamaha anh chị mình có thể tìm Yamaha IH15SN, chiều dài cái này tầm khoảng 14 cm, mã số 43180. 44 em lên một cây tun Victor Inox, cây này hàng của Victor Inox. Rồi cây này thì anh chị mình thấy nè, phần bên ngoài những cây này là thép không rỉ nhưng mà nó rất là bén anh chị ha. Đó bên này là có một cái nhíp, đây anh chị mình thấy ha, đây là một cái nhíp nó còn rất là mới ha. Rồi có logo ha, có logo Victor Inox. Đây bên này anh chị mình thấy ha, về thì anh chị mình vệ sinh thêm giùm em bên trong thôi, chứ còn cây này còn đẹp nha, còn đẹp để mình xài mình sưu tầm cũng được. Đây một cái đầu, một tun nãy, hai tun, ba tun rồi, bốn tun ha, năm tun, một cái tun để mình khui rượu vang nè, nhìn chất thép, nhìn cái phần này là anh chị mình thấy nó còn mới ha. Năm, một cây dao dài đó, 6 đó, chắc là quên, chắc bỏ cây dao nhỏ đi trước, 6 ha, 7. Rồi mã số 44 ha, một cái tool của Victor Inox, cây này mã số 44 208, chiều dài tầm khoảng là 9 cm. 45 em lên một cây để anh chị mình đi thu hoạch trái cây ha, cây này nếu mà anh chị mình có hay đi hái táo hái cam hái quýt á, hái mít này kia, hái sầu riêng thì mình sử dụng cây này, mình dịch nó xuống này, nó có một cái móc để mình dịch. Cái này hàng của Blue Spawn, là hàng của Snap-on, anh chị, hàng của Mỹ ha. Thì ở bên ngoài nước ngoài họ hay đi hoạch táo thì em nghĩ cây này á, thì họ để dùng để mình cắt cái cuống á, thì cắt cuống mít, cuống táo, cuống tay thì thiết kế lớn cho người nước ngoài này, tại vì hàng này là hàng của Blue Spawn, là của Snap-on ha. Cái này anh chị mình làm cái móc treo lên, chỗ này là bằng thép không rỉ anh chị ăn, thép không rỉ dày dặn cứng cáp nè, bén nha.
hàng của anh chị mình có thể tìm giao thu hoạch trái cây Blue Bond của Snap-on sẽ ra. Cái này chiều dài tổng thể của nó là 20.5 cm, phần lưỡi sử dụng nó dài tầm khoảng là 7 cm ha. Phần lưỡi chỗ này tầm khoảng là 2.5 cm và độ dày của nó tầm khoảng là 1,5 ly nha chị ha. Cái này rất là xịn nha chị, hàng của Snap-on mà. À, còn rất là mới. Nhìn nó ố thôi chứ nhá, không có bị rỉ nha chị. Nó ố ố bên ngoài chút xíu chứ không có rỉ nha. Về thì mình cứ cái này xài thôi chứ không cũng không phải mài lại đâu. Còn thích thì mình có thể mình mài sơ qua lại. Nhưng mà cái này không phải mài đâu, bén cực kỳ rồi. Mã số 45 300, 46. Một cây bấm móng tay 100. Bấm móng tay nha chị ha. Bấm móng tay. Cái kìm cắt móng á. À, cái này hàng của Kai nha chị, hàng của Kai nha. Bên ngoài cái vỏ là của Đức nhưng mà cây này là cây của Kai nha chị. Cây này xài lướt thôi. Anh chị mình thấy cái con lăn nó trượt này. Đó, con lăn nó trượt ha. Khít nha chị. Ok ha. Kai ha, cây này rất là mới. Rồi. Đẹp nha chị. Rồi. Nó có một cái độ cong khi mà anh chị mình cắt những cái khóe này, nó sẽ cong vô mà nó không có cắt lẹm vô cái phần da của mình. Chiều dài cái này tầm khoảng là 12 cm hơn. Mã số 46, giá 100. 47. Em lên một cây dao qua đồ bonsai ha, 47 là một cây cây ghép cành bonsai, cái này hàng của Kai luôn, made in Japan, Japan ha, Mate. Mày rồi, hàng còn mới nha chị, hàng còn mới nè. Đó, ok ha, chữ Nhật đầy đủ luôn. Mới tinh luôn. Hàng của hãng Kai. Chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 5 cm. Phần bản rộng này lúc nào cũng tầm khoảng là 2.2 cm, độ dày cái này tầm khoảng là 2,5 ly ha. Rồi anh chị mình chốt giùm em mã số 47, một cây ghép cành của hãng Kai. 47 180 48. Em lên một cây ghép cành, cây này thì mất cái vỏ ở trên. Cái này là logo gia cốc ha, cái phần vân gia cốc nè. Đó. Cái này giống như của hãng Onoyosu, cái hình tam giác hình chữ Nhật anh chị, Onoyosu ha. Bén nha anh chị, rất là bén ha. Nó có nhăm nhăm chút xíu nhưng mà không có bị rỗ anh chị ha. Cái này phần nó hơi ố chút xíu thôi. Lưỡi cực kỳ bén nha chị. Đó. Đây ha. Nhìn cái hoa văn gia cốc này chị mình thấy mới rồi, đẹp rồi. Cái này tình trạng cũng còn rất là mới, nó thiếu phần cái nắp ở trên thôi. Về anh chị mình làm cái vỏ, ép hai miếng gỗ vô mình làm cái vỏ là được. Cái này lưỡi sử dụng là 4.3 cm, bản rộng là tầm khoảng 2.2 cm và độ dày cái này tầm khoảng là 3 ly ha. Rồi mã số 48 180, 49 200. Cái này anh chị mình thấy ha. Thì cái phần này cái gỗ về anh chị mình đổ keo thêm giùm em, đổ keo nó hơi nó giống như nó bị tách ra nên là em lấy cái dây rút em rút lại thôi. Gỗ xịn nha chị, gỗ xịn nha, gỗ xịn đặc đẹp, chữ đầy đủ nè. Rồi cực kỳ bén nha chị, cực kỳ bén nha. Cây này da dẻ cũng còn đẹp nha chị ha, chữ Nhật đầy đủ nè. Do để lâu nó hơi ố nổi mụn lên thôi. Cây này rất là bén nha chị, chữ nhìn thấy nè, Minamoto. Rồi cây này lưỡi sử dụng là 5 xăng nha chị ha, bản rộng nó tầm khoảng 2.2 xăng, nó cũng giống nhau hết trơn nè. Cái này dày tầm khoảng là 2,5 ly. Rồi mã số 49, giá 250. Em lên một cây kéo cắt cành con cá. Cây này kéo con cá nha chị ha, kéo con cá. Cây này thì thích hợp cho anh chị mình làm bên bonsai, hoặc là anh chị mình làm bên cả tỉa cành mình cắm hoa, tiệm cắm hoa, shop hoa, hoặc là anh chị mình có cắm hoa gia đình ấy, thì sử dụng những cây này. Cái này hàng mới nha chị. Anh chị mình thấy là cái dấu đóng là dấu đóng xuất xưởng, chưa có phần mà dấu đóng mà sửa chữa bên ngoài ha. Rồi, nhìn vô lại anh chị mình thấy cái này hàng xịn nè. Hàng này của hãng Senkichi và là thép giấy xanh số 1, cực kỳ bén ha. Lưỡi nó còn full nguyên nè. Đó, nó chỉ hơi ố ố chút xíu thôi, nhưng mà anh chị mình thấy lưỡi full hai lớp lưỡi nè. Đó, ok ha. Đó, rất là mới. Chiều dài cái này tầm khoảng là 16.5 cm. Trên này có ký tự mà Latin ha, 98. 16.5 sang nha chị. Mã số 50, giá là 200.
cái này mà anh chị mình cắm bông trong gia đình ha, và cắm bông trong trong chùa, trong nhà thờ cũng được. Mã số 50-200, cái này cực kỳ bén, thép giấy xanh ha, cực kỳ bén. Số 1. 51, em lên một lưỡi ha, một lưỡi cưa gom taro combo á, Silky á, 51. Cây này lưỡi là 300 này, tương đương với lại 30 cm ha. Cái này hàng mới chưa xài về thì anh chị mình ốp hai cái cán gỗ hai bên rồi mình đóng chút nêm qua, mình đóng cái mà cái phần là tán hoặc là mình xiết con ốc ha. Hàng mới chưa xài mà do để bãi nó ố chút xíu nha anh chị. Cái này là lưỡi cưa cầm tay, lưỡi dài là anh chị mình có thể tìm là gom taro ha, 300s. Chiều dài lưỡi này là 30 cm, chiều dài là tính từ cái phần này ha tới đây là 30 cm, nó hơi ố chút xíu thôi. Nhìn lưỡi là anh chị mình thấy chưa xài, chưa có đóng cán như này. Răng đều, không có răng nào mà bị mẻ hết nha anh chị, không có răng nào bị mẻ bị gãy ha. Đó, ok anh chị ha, lưỡi 30 cm. Rồi mã số 52. Dạ, 52. 51 nha chị. 51 170. 52 200. Cây này của Silky Gomboy và cây này lưỡi là 21 cm. Rồi, cây này sử dụng cho cưa gấp như thế này. Cây này là size 24, còn cây này là lưỡi 21. Anh chị nào mà ở nhà mình có cây 21 thì anh chị mình mua lưỡi này về thay ha. Răng là răng medium tip 21 cm. Hàng còn trong bọc, anh chị mình thấy là cái này nó dòng này, nó dòng gọi là nó dính dán cái phần nhựa vô giấy luôn, nên là em không có mở ra. Em không biết cứ lách cái nào để mình mở ra được không. Đây, sử dụng cho cưa gấp nha anh chị. Cưa gấp thẳng này, hoặc là anh chị mình dùng cho cái cưa này ha. Cái này là hàng sản xuất tại Nhật đấy anh chị, hàng sản xuất tại Nhật. Japan này. 10 răng trên 3 xăng ha. 10 răng trên 3 xăng. Cái size là size 10 răng trên 3 xăng. Rồi mã số 52 200. 53. 53 300. Đây là một cây cưa của hãng Silky Gomboy. Cây này lưỡi sử dụng là 24 xăng. Tình trạng cái này cũng còn khá để mình sử dụng nha. Đây. Đó. Đây anh chị mình thấy ha. Đây là phần răng. Bén nha anh chị, rất là bén nha. Rất là bén nha anh chị. Rất là bén luôn. Rồi anh chị, cây này là lưỡi 24, là lưỡi dài hơn nha anh chị, 24 ạ. Rồi anh chị mình chốt giùm em mã số 53, giá là 300. 54. Em lên một cây kéo tỉa dăm ha. 54 là một cây kéo tỉa dăm. Rồi anh chị mình thấy cây này em mới moi được cái lô hàng mà chưa sử dụng, chưa xài ra được mấy cây. Thì cây này anh chị mình thấy 54, hàng mới chưa xài. Cây này là hàng chưa có đóng số, chưa có đóng mộc. Đây, bên ngoài nó phủ một cái lớp sơn mờ màu xám. Cây này thì bán nhiều rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là hơn 18 cm. Mã số 54, giá là 200. Lưỡi đẹp nha anh chị, lưỡi là chưa xài ạ. Ok ha. Mã số 54 200, một cây kéo tỉa dăm. 55 220, cây này cũng là trong lô hàng mới chưa xài, cây này còn có một cây thôi. 55, anh chị mình thấy phần cán nè, lưỡi là anh chị mình thấy lưỡi này lưỡi bự ha, lưỡi này rất là dày. Đó, ok ha. Chốt đóng là zin, là hãng chưa có phần mềm kiểu mà đóng tán ngoài cái phần vết đóng của hãng ra. Chiều dài cái kéo tỉa dăm này là 17.5 cm, hơn gần 18 cm. Mã số 55, giá 220. Lưỡi mới đẹp nha chị, nó có vị phần ố ố vàng vàng đen đen chút xíu thôi, nhưng mà cây này anh chị mình thấy lưỡi bự ha, lưỡi này là lưỡi dày. Ok nha chị. Mã số 55 220. 56 203, cây này cũng lô hàng mới chưa xài. Rồi chị mình thấy là cây này à, 56. Đây, cây này size lớn. Chiều dài cây này tầm khoảng là 21 cm. Cây này cũng không có chữ nha chị, nhưng mà tất cả nó còn mới nè. Lưỡi là khít nè ha. Hai lớp thép anh chị mình thấy cái đường tách lớp của nó đây. Đó, cái đường tách lớp của nó ha. Ok ha.
Cây này là cây kéo dài 21 xăng, cực kỳ bén. Rồi mã số 56, 230, 57. Một cây kéo bướm ha. Cây kéo bướm này thì dòng của nó giống như dòng cái kéo tịa nè. 57, 220. Hàng mới chưa xài, chưa có chữ ha, chưa có đóng mộc, chưa đóng chữ. Lưỡi đẹp nha chị. Cái thì những cái con ốc này nên là ốc rời, thì anh chị mình có thể mình mở ra, mình mài, mình dũa gì đó xong bắt đầu mình xếp nó lại thôi. Chiều dài cái kéo bướm này hàng chưa xài là tầm khoảng 19 xăng. Mã số 57, 220. Ok anh chị. 57, 220. 58. 250. Em lên một cây đục dũng. Cây đục dũng nằm trong bonsai. Anh chị mình thấy ha, đây tình trạng. Chỗ này nó phần nhăm nhăm chút xíu, trên này không ảnh hưởng đến phần lưỡi dưới này, tại vì phần này là phần lưỡi hai lớp thép, phần này là phần ốp thôi. Còn phần lưỡi sử dụng đó anh chị mình dùng cái mặt trăng này nè, là phần lưỡi nó cứng, nó dày, hàng rèn bén anh chị, rất là bén. Chiều dài là khoảng 19.5 xăng và cây đục dũng này là đục dũng 1 phân rưỡi ha, tầm khoảng 1 phân rưỡi, 1 phân 6 á. Rồi mã số 58, đục dũng trong bonsai, 250. 59. Cây này cũng là một cây đục dũng nha chị ha, 240. Cây này cái dáng của nó hơi cong lên nè. Đó, dáng nó hơi cong lên ha. Và cây này là size rộng. Cây này thì về anh chị mình bỏ thêm cái khâu vô giùm em ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 17.5 xăng. Khoảng 10 gần 17.5 xăng ha. Đây anh chị mình nhìn thấy giùm em. Nó còn rất là mới nè. Ha, lưỡi là lưỡi bự anh chị, lưỡi rộng, cực kỳ lớn. Rồi cái dáng của nó là cái dáng của nó là sẽ là cái lưỡi nó hơi cong lên nha chị ha. Dáng kiểu nó hơi cong lên tầm khắc 10 độ. Cái này là đục 1/8 giùm em ha, 18 ly. Mã số 59, 240. 59, 60. Em lên combo hai cây đục dũng ha, 60. Một cây đục dũng và một cây đục chữ V cho anh chị mình gọt thẹo trong bonsai nè. Đó. Hàng này là hàng mới chưa xài trong cái lô hàng đục của bên em. Đục bên em lô đục thì nó còn nhưng mà chưa có soạn ra được. Thì còn đục gỗ thôi, đục bonsai, đục dũng thì hết rồi. Còn được đâu sót được cặp này. Đây mã số 60, 370 anh chị. Đẹp nha, mới chưa xài á. Chiều dài là tầm khoảng 17.2 xăng. Rồi cây dũng này là tầm khoảng là cây dũng này là tầm là 1 xăng nha chị ha. 11 xăng là 10 ly á. Còn cây đục chữ V này là tầm khoảng 7 ly nha chị, tầm khoảng 7 ly ha. Rồi anh chị mình chốt cho em mã 60, cặp đục này là 370. 61. Em lên một cây kéo cắt cành. Cái này là của hãng Kanesugu ha, Kanesugu hay là Kane Zero này, 61 Kane Zero ha. Cán nó là bằng thép nha anh chị ha. Sơn bên ngoài là muốn sơn màu cam. Tình trạng là còn đẹp mới nha chị. Cực kỳ bén. Và dòng này dòng thép không rỉ nè, dòng thép không rỉ nên khi anh chị mình xài mình đỡ mất công, mình bảo quản ha. Cây này là lưỡi mới anh chị, cây này là rất là mới. Chỉ có phần thân anh chị mình thấy nó bị chóc cái nước sơn này chút xíu thôi. Hai bên ha. Đó. Lưỡi là đẹp nguyên cho ban Nhật Bản nè. Ốc rời mở ra mình mài gì cũng được. Lưỡi là mới anh chị. Đó anh chị mình thấy lưỡi mới đẹp nha. Kỳ bén nha chị ha. Rồi mã số 61, 350. Một cây kéo cắt cành của Kane Zero. Chiều dài cây này là 20.5 xăng. 61, 350. 62, 400. Đó, nếu mà anh chị nào mà mình sưu tầm dòng Nasu trái cà tím á, thì anh chị mình mua cây này. Cây này lưỡi đầy đủ nha chị ha. Lưỡi rất là xịn mới. Dòng này cực kỳ bén nha chị. Nasu của Nhật ha. Ốc đồng tròn này. Đó, xịn đẹp ha. Chốt nêm. Thì cái phần chốt này là chốt zin luôn này ha. Chốt zin luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Anh chị nào mà mình sưu tầm hoặc mình chơi dao, chơi kéo là mình thấy cái cây này, anh chị mình thấy rồi ha. Chốt lên. Rồi. Da dẻ láng mịn anh chị. Da dẻ cây này rất là láng. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 18 xăng hơn ha. Mã số 4. Mã số 4. Mã số 62 ha. 62 400. 62 400 nha anh chị. Nào anh chị nào mình chơi hệ trái cà tím thì anh chị mình mua cây này ha.
không thì anh chị mình test thử cây này cũng được. Cây này rất là xịn, bền, xài bền, mã số 62 463. Rồi, 63 là một cây kéo cắt cành đúc. Cây này là hàng của hãng Senkichi anh chị ha. Cây này nếu mà anh chị mình thấy nó thường thường nó sẽ hàng mới, nó sẽ một cái, nó sẽ là cái mực nhũ vàng ở trên này. Cây này thì do để bãi thì nó bị bay cái mức mực nhũ vàng ở trên này đi thôi. Nhưng mà cây này hàng còn rất là mới anh chị ha. Anh chị nhìn cái phần đây, chốt đúc này. Ốc đồng ha, ốc đồng tròn này. Rồi anh chị mình thấy cây này lưỡi phun đầy đủ luôn. Hàng cái này thì thiếu mỗi cái vỏ bỏ vô thôi ha. Lưỡi phun đầy đủ nha chị. Đó, lưỡi là thiếu cái vỏ bỏ vô thôi. Cây này á, giá mới nó tầm khoảng là 1,3 triệu. Để anh chị mình có thể mình mua cây này. Tình trạng cây này còn rất là mới. Lưỡi là không có bị mòn gì hết. Chiều dài là 19 cm hơn. Mã số 63 ha, 550. Ok nha anh chị. Ha, lưỡi cực kỳ bén luôn. Và hàng mới thì anh chị mình xài đi, nó sẽ rất là êm tay. 63 550. 64 500. Em lên một cây kéo tỉa đúc ha. Cây này thì đây, cây này thì cái chốt da bên em làm lại mà nó hơi bị khít một chút. Chốt da này bên em đóng lại ha, nó bị mất cái chốt rồi, tại vì thường thường da nó hay bị giãn, nó bị đứt. Rồi, thì cái phần này anh chị mình thấy cái chốt ở trên nó như thế này ha. Đây, cái phần chốt ở trên như thế này vẫn xài bình thường. Anh chị cây này thì anh chị mình cứ xài bình thường thôi. Tại vì cái phần chốt này á là anh chị mình nó không có bị rớt gì đâu. Xài bình thường, chốt đúc, chốt rời này. Còn anh chị mình muốn mở ra mình mài gì đó thì anh chị mình cứ việc mở cái này. Ốc này ốc rời ha. Chữ nghĩa đầy đủ nè. Và cái này anh chị mình thấy lưỡi còn rất là đẹp ha. Đó, nhìn lưỡi là anh chị mình thấy rồi. Hàng rèn thủ công. Cây kéo tỉa đúc này chiều dài tầm khoảng là 18 cm, mã số 64 500. Ha, cái lò xo bên trong. Hàng mà hàng bãi đi về thì lúc nào nó cũng có những cái vết mà nó bị bỏ dầu như là nó xịt mụn ra. Đi về chị mình chịu khó mình lau chùi mình spa thêm ha, cho nó sáng bóng. Đây ha, chị mình thấy nè, lưỡi thẳng tắp đẹp nè. Đó, ok ha. Lưỡi khít đẹp lên chị. Rồi, mã số 64 ăn một cây kéo tỉa đúc 500. Đây, chữ đẹp nha chị, chữ đẹp nha. Cực kỳ bén nha chị. Đó, chị mình thấy ha. Nó rất là bén luôn. Để em test cho phần nào. Dưới này cho chị mình xem. Ok ha. Rồi, mã số 64 giá 500. Một cây kéo dài 18 cm của kéo tỉa đúc ha. 64 500. 65. Em lên một cây kéo chữ A. Cây này hàng còn rất là đẹp anh chị ha. Không có rơ lắc gì hết. Cây kéo chữ A bông lúa nè. Ghép đồng ha. Lưỡi đẹp nha anh chị. Đây. Rồi anh chị mình thấy cái phần lưỡi của nó à. Lưỡi của nó còn rất là đẹp. Đây. Đó, ok ha. Thì cái phần lưỡi của nó có chút xíu chỗ này thì nó hơi móc móc chút xíu, kiểu mà mài vô chút xíu thôi. Chứ còn lưỡi của nó còn rất là full đầy đủ nè. Đó, cái này thì nó hơi bị giống như là nó mài lẹm chút xíu thôi ha. Rồi. Hoạt động ok chị ha. Nhìn cái mặt dưới này chị mình thấy nó láng nè. Đó, ok ha. Ghép đồng ha. Rồi chốt cái kéo chữ A bông lúa này dài tầm khoảng là 20 cm, mã số 65. Chốt giùm em mã số 65 ha. Nhìn lại chị mình thấy ha, những cây này đúc kéo chữ A bông lúa. Ok ha. 65. Rồi 66. Em lên một cây kéo ốp gỗ ha. 66, cây này anh chị mình thấy cái logo là đẹp nè. 66. Và anh chị mình thấy cây này thì về anh chị mình làm một cái
một cái chốt da, gắn thêm cái lò xo con sâu vô. Lưỡi cái này đẹp nha anh chị, lưỡi cực kỳ đẹp, nhìn cái lưỡi là thấy hú hồn ha. Đây chữ Nhật đầy đủ nè. Đây ha. Rồi. Ốc đồng tròn nè anh chị. Thì cây này dành cho anh chị bên lái ha, hoặc là anh chị mình bên thợ mình về mình spa lại, mình sửa sang lại chút xíu rồi mình xài, mình bán ha. Đó. Còn anh chị nào mà mình nhà vườn mình khéo tay thì mình spa lại mình xài cũng được. Tại vì cây này anh chị mình thấy là cái lưỡi của nó gần như là còn full đầy đủ hết luôn ạ. Ok ha. Đây, cái mọc ba mũi tên mũi giáo nè. Rồi anh chị mình chốt giùm em. Ốp gỗ còn đẹp anh chị, ốp gỗ còn đẹp ha. Cái này về anh chị mình vuỗ qua phần này cho nó láng lại ha. Rồi chiều dài cái kéo cắt cành này, ốp gỗ là tầm khoảng là 18.8 xăng ha. 18.8 xăng chốt giùm em mã số 66. Mã số 66 ha. Rồi, 67 em lên một cây kéo tỉa tàn lớn. Rồi, cái này thì bên em mới đóng cái phần chốt da lại nè. Cái này cắt rất là êm tay và anh chị mình có thể cắt được cành lớn. Chiều dài cây kéo tỉa tàn lớn này tầm khoảng là 26.5 xăng. 26.5 xăng nha chị ha. Đó. Ốc đồng tròn anh chị mình thấy. Cái này nó rất là lớn. Nó không có rơ gì hết nha anh chị, rất là đẹp. Ốc đồng tròn nè. Bề mặt thì nó hơi nhăm nhăm mụn mặn bên ngoài thôi, nhưng mà cái đường lưỡi của nó đẹp nha anh chị, cái đường lưỡi của nó rất là đẹp. Đó, ok ha. Chữ Nhật đầy đủ nè. Chữ khắc sâu vô trong nè ha. Hai lớp thép và anh chị mình nhìn thấy nè, lưỡi nó cực kỳ bén luôn. Cái này để em lấy giấy lịch test cho nó. Chị mình thấy cắt ghép vào nhất đó ha. Ok ha. Đẹp rất là đẹp anh chị ha, khít đẹp hết. Rồi chốt giùm em mã số 67 ha, một cây kéo tỉa tàn lớn. Rồi em đã lên 67 mã clip số 8. Anh chị mình chốt mã nào thì mình cứ điện thoại nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn.